mới về một cây siêu phẩm, cây mai nu mà xù toàn thân hoành 64 như nè. Cái này nó nu quá trời nu luôn nè, đưa từ từ. Em thấy mấy cục nu của nó không? Mấy cái tài nó chi tài nó ra là nó xù nu nó hết. Cây này nó đang mấy cục nu này nó đang bể xù hết rồi. Cây này bông trong thân không mọi người nha, bông nó mọc trong thân không. Dạng chi xương tay đó. sần lên cục này mấy cục nu rễ đang nu lên cục mấy cái này nó xù lên nó bể nu mà nó bể xù hết. Có dàn xương nó đẹp kìa. Tán ngàn nó khoảng 3 mét, cao khoảng 4 mét. Quay cho anh em xem cây mai nu mà đế cổ xứ này nè. Đế bộ đế thấy khủng khiếp không. Cây này đang lên nu với bông trong thân. Anh em thấy bông trong thân đó. Bông mọc trong thân đều hết luôn. Đang nu xù. Cây này tán ngang khoảng 3 mét, cao khoảng 3,5 mét. Nó nu lên nè, nu mà đang xù bú. Mấy này bông trong thân không à. Nó đang nu nhỏ là từ từ nó mới nu lớn lên. Anh em thấy cái đế nó kìa, cũ đặc nè. Cái cũ hết là cái cũ. Anh em thấy cây mai này với cây mai nào đẹp? Xù nu mà lại bộ đế nó đế khủng nữa, cũ quá rồi, cũ. Này mình nuôi vài năm nữa là cực kỳ đỉnh.
mấy này nữa nó nu bự bự lên hết, cục nu nu. Im lên làm đó hả? Rồi quay anh em xem chơi vui ha. Chắc qua Tết mình cũng tuyển vài cây vip về mình chia cho anh em chơi. Mà anh em nào có nhà ý thì alo mình. Số điện thoại mình là 0966698966.